protein. Chương chất béo à, chương esterlipid có hai câu, có chương glucose đấy, chương carbohydrate không có câu nào. Chương amino acid peptide protein thì nó sẽ có hai câu có, một câu về amin và hydrocarbon là cháy, một câu là muối amoni đấy. Và là tổng cộng là mình toàn bộ phần, toàn bộ phần hữu cơ là mình đã có chiếm đến bốn câu khó. Được chưa? Bốn câu khó đấy thì khi mà thi chuẩn các quốc gia thì chúng ta sẽ làm chỉ còn hai ba câu khó thôi. Đấy có bốn cái vấn đề cần phải học các câu khó cần lưu ý. Chương một chúng ta học hai bài, bài ethe và bài lipid, là bài ethe và chất béo. Chương hai mình học bao nhiêu ạ? Ba bài monosaccharide, disaccharide và polysaccharide. Chương hai nhìn thêm biết học với bạn bốn bài amin, amino acid, peptide, protein. Trong đó bài protein là ngắn nhất, cũng hiểu lý thuyết nhất. Mai ta học bài đầu tiên, bài amin nền tảng. Thế thì một ba mã định nghĩa đồng đẳng của thành phần, định nghĩa đồng đẳng, đồng phân thành phần. Cái sai cái chương này nó lại không liên quan đến chương một và chương hai. Nhưng mà nếu mà không học chương này là nát chương ba, không học chương ba là nát chương bốn. Chương số ba không liên quan đến chương số một, không liên quan đến chương số hai, nhưng nó lại liên quan cực kỳ mật thiết với chương số bốn, chương bốn đi nghe. Nên là bắt buộc học, học tập kỹ lần trước này. Một nhỏ được nhớ. Amin cũng là lý nữa. Lấy kiểu định nghĩa này nó hơi cao chút. Amin là định nghĩa là đi thay thế, đi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro của NH3 bởi gốc hydrocarbon thì là khi thay thế bởi một hoặc nhiều nguyên tử hydro bởi gốc hydrocarbon thì thu được amin. Ví dụ các em nhìn thấy nhà nó ba mấy của hydro, ba của hydro. Nếu thì thay thế một nguyên tử hydro của NH3 bởi gốc CH3 thì thầy được thằng amin đầu tiên là CH3, thay bỏ một hydro là CH3 là amin. Đây là amin đầu tiên. Được chưa? Thay thế một hydro của NH3 bởi gốc CH3 thì được amin đầu tiên. Tương tự ạ. Nếu thì thay thế hai hydro đi, vứt hai hydro đi. Vứt hai hydro thì nó chỉ còn gì ạ? NH đúng không? Một hydro là hai hydro, nên hai quá trình liên tiếp hai hydro chỉ hai đấy. Thế thay thế rằng hai nhỏ CH3 vào thì này cũng được amin. Một hay nhiều, đây là một, hai và gì đó, thay thế mấy ạ? Ba. Nếu thầy thay thế ba hydro thì lúc này nó ăn ba còn hydro cộng không có, còn còn lờ rồi là ba liên kết bởi nhỏ CH3 thì CH3, CH3, CH3 thì bọn này đều là amin hết. Đấy đi ạ. Đấy đi ạ, đi ạ. Thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro của NH3 bằng hydro carbon. Ở cái định nghĩa này thì phải biết tóm tắt lại như sau. Hydro của NH3 bị thay thế bởi gốc hydro carbon. Gốc R từ trước nay chúng ta vẫn là gốc hydro carbon. Thế thì chính bởi vì điều này, chính bởi vì bên trong thằng NH3 nó có 3 nguyên tử hydro, trường hợp thì thay thế thế 1, trường hợp thay thế 2, trường hợp thay thế 3, nên nó ảnh hưởng đến cái thứ 2 là phân loại của amin. Amin có 2 cách phân loại chính nhưng chỉ có 1 cách thi. Cách thứ nhất là phân loại chỉ có gốc, gốc no thì gọi là amin béo, gốc không no thì gọi là amin không no, gốc thơm thì gọi là amin thơm. Nhưng cái đấy không thi. Cái thi ở đây là phân loại của bậc, dựa theo bậc của amin. Bậc amin thì chính bằng số nguyên tử hydro của NH3 bị gốc hydrocarbon thay thế. Có nghĩa cái NH3 này thay thế bằng một hydro thì không được CH3 NH2 nên CH3 thì anh này được gọi là amin bậc 2.
tiếp tục anh này thay thế bởi 30 hydro nên anh này được gọi là amin bậc 3 nhá. Thế thì suy ra ở đây bậc amin nó khác hoàn toàn so với ancol nha các em nhớ này, bậc amin khác hoàn toàn so với ancol. Bậc ancol bằng gì? Bậc ancol thì bằng là bậc của nguyên tử carbon của nhóm hát đúng không? Ví dụ như ancol thì đây là ancol bậc 1. Dạ vâng, đây anh này là ancol bậc 2 đúng không? Anh này là ancol bậc 3 đúng không? Nhưng amin thì lại khác, amin đây nó 2 này, thằng này bằng 1, thằng này bằng 2, thằng này bằng 3, không liên quan đến bậc carbon này, nó liên quan đến này số lượng cái đồ đẹp đẹp cho là ancol. Thế vậy là bậc amin chúng ta sẽ có hai cái loại, thứ nhất là amin bậc 1. Amin bậc 1 này thì nó sẽ có dạng là R NH2 tương ứng với lại NH3 mất từ 1 kg. Amin bậc 2, amin bậc 2 thì tương ứng với R1 NH R2 tương ứng với lại thằng NH3 mất 2 kg chỉ còn là H. Amin bậc 3, amin bậc 3 nó là R1 N R2 R3 từ với lại R3 thì sau này có là cái cuối cùng của cái chế này rồi. Cái này thì họ làm chú ý bằng đúng sai là gì thì mình nhớ là R2 mất 1 kg, R1 2 mất 2 kg, R3 mất 3 kg, R3 mất 6 kg nhất. Tổng đại 3 nhỏ, tổng đại đồng đẳng. Trong đồng đẳng này chúng ta tập trung đi vào chỗ phần là xây dựng công thức tổng quát, xây dựng công thức tổng quát của amin, xây dựng công thức tổng quát của amin. Bây giờ ta để ý là bây giờ mình muốn xây dựng công thức tổng quát của amin thì mình sẽ dùng từ như thế nào? Thứ nhất là amin no đơn thở. Thế đầu tiên là đây một cẩn thận các em một chút, đó là về cái vấn đề mà khi chúng ta đi xây dựng công thức tổng quát của amin thì chúng ta sẽ chủ yếu đi xây dựng công thức tổng quát của amin bậc đầu. Còn lại công thức phân tử của amin bậc 2 hay bậc 3 thì cũng tương tự như bậc 1, nhưng mình đi xây dựng thằng bậc 1 để cho dễ nhìn hơn, dễ thấy hơn. Các bạn sau này mình làm về amin mình có là nhắc đến amin thì anh nhớ cho thầy nó có dạng là R NH2 tất cả N lần cho dễ nhớ, cho dễ nhớ nó không phải là toàn bộ, nó có bậc 1, bậc 2, bậc 3 trong cái nhớ này mình sẽ R là 2 tất cả R lần. Vậy đây ạ, amin no là nói đến gốc nó no, đúng không? Gốc nó no thì gốc no mình nhớ đến cái thằng hydrocarbon nào nó ăn gì ạ? Ăn gì no? Can, ken, kin, can. Công thức tổng quát của ăn can là ăn can nhờ cộng 2, đúng chưa? Đơn là một chức nhờ 2, một nhóm thứ 2. Đơn chức mà là một nhóm thứ 2. Một nhóm thứ 2 thì bây giờ cắm một nhóm thứ 2 vào đây. Khi mà cắm một nhóm thứ 2 vào đây thì phải bỏ đi mấy hydro nhỉ? Một hydro đi, đúng không? Thì nó mới cắm được một cái đúng không? Vậy đây là công thức tổng quát của amin cho mình. Thấy chưa? Thế vậy bây giờ em sẽ tiếp cho thầy xem công thức tổng quát của amin no hai chức thở amin no x chức thở amin một nối đôi cc đơn thở. Tôi sẽ dựng tránh nha, tôi giải nha. Có suy luận được nhanh hay không thì phải có suy luận sau này làm được hay không. Này liên quan đến thi cái câu có nhé, làm đi được. No hay là no vẫn là no vẫn là ăn can đúng không? CN
H2N cộng 2. 2 trước là thêm mấy nhóm đã lại. 2 trước thêm mấy nhóm đã lại. 2 nhóm đã lại. Thêm 2 nhóm đã lại thì phải bỏ mấy đô cắm vào được. 2 bỏ 2. Được chưa? Các em thử xem. Nó x trước họ. Này đi thi mà nếu mà mình suy luận thường này thì lâu. Nó là gì ạ? Nó vẫn là anh đang CN H2N cộng 2 x trước thì là NH2 tất cả x lần thêm x nhóm là 2 để trừ đi x thì được. Bây giờ em nhìn nhá. Nếu mà mình viết như thế này thì bài tập cháy chẳng giải được. Bài tập cháy nó phải thế nào? Các con gộp một chỗ, hino gộp một chỗ, hino gộp một chỗ. Bây giờ mình biết biết là gì? CN H2N cộng 3EN. Đây là một tổng quát bằng N. Hai no hai trực hợp cộng vào CN H2N cộng 4N2. Vẫn chưa nhìn ra điều gì nào nhỉ? Đi thằng 2 mình nhận CN H2N cộng 2 trừ x cộng 2x trừ x mà cộng với 2x thì là gì ạ? Cộng x N x. À vậy đến đây để nói một cái từ này thôi, các sẽ nhớ no là giống hạt can. Thêm bao nhiêu cái tủ hitter đấy ạ? Thì thêm mấy chữ tủ hitter thôi. Em thử xem nhé, thử xem. Vậy đây có nhận định này là công thức phân tử bất kỳ một hạt nào trong hitter thì nó sẽ giống y xì như mà bình thường, gốc kilo các bình thường. Nhưng mà thêm bao nhiêu nguyên tử nitơ thì thêm mấy nhiêu nguyên tử nitơ. Các bạn xem amino đúng không? CnH2n cộng 2 thêm 1n thì thêm 1 kilo là CnH2n cộng 3. Đúng không ạ? Thế mình suy luận nhanh. Chứ nếu mình suy luận như vừa nãy rất là chậm. Mình chỉ cần nhớ là thêm bao nhiêu nguyên tử nitơ thêm mấy nhiêu nguyên tử nitơ. No là CnH2n cộng 2. Bây giờ 2 trước phải là N2 và phải cộng 2 thì CnH2n cộng 4. Được chưa? Tiếp tục nữa là no là CnH2n cộng 2 thêm x tủ nitơ thêm x tủ nitơ. Nhớ cái này là thêm bao nhiêu tủ nitơ thêm bao nhiêu tủ nitơ để mặc sắc amino acid nữa. Thế vậy giờ vẫn có thể xem. Bây giờ cô cần viết qua này không? Amino đô xe xe đô đọc nhanh đi xem. C mấy? C n cách mấy hả? 2 n sẽ là mấy nitơ đơn trước là 1 đúng không? Phải cộng không? Quá của ai của nó sẽ dễ được. Rất dễ. Cực kỳ dễ. Hiểu chưa? Xong nhá. Ok nhá.